Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Chủ Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về tin tức SEA Games ở Việt Nam, trận cầu Việt Nam Indo. Có thể nói trận ra quân đầu tiên của Việt Nam trong giải SEA Games được tổ chức tại Việt Nam năm nay diễn ra hết sức rất quyết liệt thưa quý vị, và Việt Nam gặp Indonesia. Để có thể nói trận cầu này là hai bên đều chơi phòng ngự phản công quyết liệt, và có thể nói là trong hiệp nhất hai đội đã không mở được tỷ số thưa quý vị. Và sau đó vào hiệp 2 thì ban huấn luyện viên của Việt Nam Park Hang-seo đã có những thay đổi cầu thủ và đã có kết quả thưa quý vị. Quả đầu tiên Hùng Dũng đã ghi bàn thưa quý vị, và quả thứ hai Tiến Linh ghi bàn, và quả thứ ba có thể nói là do một cú sút xa của cầu thủ Lê Văn Đô thưa quý vị, có phần rất may mắn. Thì có thể nói là xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã thắng trận đầu với tỷ số hết sức ấn tượng 3-0, và sau đó thì đã có những cái màn ủng hộ cổ vũ hết sức đặc biệt của các cổ động viên Việt Nam. Xin thưa quý vị là như vậy. Thì đó là một cái chiến thắng hết sức vẻ vang 3-0 trong trận cầu ra quân đầu tiên. Và sau đây thì mời quý vị nghe bài nhạc chế đặc biệt. Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Triệu Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay, nhân những sự kiện thể thao lẫy lừng của đất nước Việt Nam như đội tuyển bóng đá nam đã thắng đội tuyển Trung Quốc vào ngày mùng 1 Tết với tỷ số 3-1. Vào ngày mùng 2, đội tuyển nữ Việt Nam đã thắng đội tuyển nữ Thái Lan với tỷ số là 2-0. Thì nhân những cái sự kiện lẫy lừng đó thì anh em văn nghệ chúng tôi muốn cống hiến cho quý vị khán thính giả khắp nơi một bài nhạc chế dựa trên nền nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, đó là bài Quê Em Miền Trung Du. Xin mời quý vị khán thính giả thưởng thức. Ba em mới đau mong,
trong cầm với nét mặt đăm chiêu. Sau một hồi suy nghĩ mà em mới vỗ vàng, mà em mới nói rằng ông đi bỏ Việt Nam mà mơ thắng ba đầu là điều vô lý. Vô lý. Sau vài giờ theo dõi mà em mới phát rằng Việt Nam thắng rồi. Qua ngày hôm sau ba em bỏ Việt Nam mà mơ thắng Thái Lan là điều vô lý. Sau vài lần suy nghĩ ba em mới hỏi dò, ba em mới đón bò. Mơ sáng hôm sau ba em mới lo cho ba em mẹ em. Sau một hồi lo lắng ba em mới bước vào, ba em mới hỏi rằng sao tôi bỏ Việt Nam mà mơ thắng Thái Lan, thiệt là điều vô lý. Ai mà đêm xuống theo niềm mơ của tôi rồi mơ thấy huy hoàng, bằng cầm mắt suy tư mà em phải chống mình đâm chiêu. Sau một hồi suy nghĩ mà em vẫn vô vàng, mà em mới nói rằng ông đi có Việt Nam mà mơ thấy Thái Lan thật là điều vô lý. Sau vài giờ theo dõi mà em mới phán rằng Việt Nam còn đây là lời của bài nhạc chế Ba Em Là Trung Phong, Ba Em For Việt Nam. Thì có thể nói rằng quý vị dùng tông đô trưởng và điệu Slovan. Và đây là lần nữa xin nhắc lại là nhạc là của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Thì cá nhân tôi là phải mất hơn 10 ngày để có những cái lời nhạc vui tươi giúp vui cho cái việc mà quý vị khán thính giả thường hay có những cái dịp mà gặp nhau. Và đây cũng là một cái dịp để mà tri ân đến với các cầu thủ của hai đội tuyển Việt Nam đã lập nên thành tích lẫy lừng vào ngày mùng 1 và mùng 2 Tết của năm Nhâm Dần 2022 thưa quý vị. Thì chúng tôi sẽ đăng ngay trên màn hình là lời của nhạc chế thưa quý vị là như vậy, và tác giả là anh Trịnh Quốc Thiên. Thì hy vọng là với bài nhạc này sẽ giúp vui cho quý vị khán thính giả khắp nơi trong những dịp hội ngộ, những dịp lễ hội bóng đá thưa quý vị. Và câu chuyện thì hết sức gian nan thưa quý vị. Đặt một bài nhạc mà nó diễn tả được hai cái trận đấu lẫy lừng là hết sức khó khăn thưa quý vị. Thì nó sẽ có hai phần dẫn đầu, tức là hai phần intro. Thì quý vị có thể hát một phần, rồi tiếp theo điệp khúc một phần. Rồi phần thân thì nó sẽ có hai phần. Một phần là nói về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam đối với đội Trung Quốc. Thì cái câu của nó là sao tôi phò Việt Nam mà mơ thắng ba tàu, thiệt là điều vô lý, vô lý. Thì phần thân nói về trận đấu đó. Rồi tiếp theo là qua ngày hôm sau. Thì điệp khúc lần này lại ba tôi phò Việt Nam
mà mơ thắng Thái Lan thiệt là điều vô lý, vô lý. Thì đó là cái cách hát đặc biệt của cái bài hát đặc biệt này thưa quý vị. Thì cá nhân cũng cố gắng hết sức để mà đóng góp một cái sự vui tươi, đoàn kết, đại đoàn kết mọi người dân với nhau thưa quý vị. Và xin quý vị hãy cùng nhau hát và phổ biến bài hát này cho tất cả mọi người yêu thương, yêu thích đội tuyển bóng đá nam và đội tuyển bóng đá nữ. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn.